thiên thánh trên ngàn quân dân văn thiên thánh trên ngàn đồng nghi cung toàn thể quán sáng để hôm nay trên thượng ngàn xó cuốn dùng cây tóc mắt hai trầu đuối chân được là
Thank you.
sát tốt tươi hiền hòa nên ngàn xanh năm quả nhiều hoa. Bye.
tiền tốt lụa dày bóng lòng cho lắm về đây cả nhiều ban cho đồng giải nhất gian yêu bóng lòng cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa họ lê con nhà khói phụng thờ ba mươi một thank you.
hồi thông nguyên vui mừng hớn hở, bản làng đều rừng rỡ xiết bao mừng hay như xa cầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đôi chầu bà đẹp làm sao. Anh nhi chẳng đợi chiều soi bên đời, soi bên đời chầu bà đẹp làm sao. Tháng tiên yêu kiều thương tha thảo, làm ta về đây trong khúc nhà vui chúng con dân lời ca. Đời đời giàu sang.
Một bầu sơn la thủy
một đỗ lan san san rồi diệu tâm bàn chi ấm đồng nghe đào cây liễu áo xanh tràm điệu vào xa gom tiền quẩy lăn lăn hát chúc mang mang ra.
chớp và sao chớp chớp gần nọ là đi kim đâu kim đâu kim ta kim nằm nằm kim cha ghế họ lê nhiều làm như đêm đông như mưa rơi đêm đông trong rừng sâu như mưa rơi đêm đông trong rừng sâu Thank you.
Danh
bóng hoàng về hôm nay thỉnh bóng hoàng về sớm hôm nhang khói đèn nhang phụng thờ chợt kinh cho chúng ta khai quang sông nhám thật cờ diều quang vinh chúng đoàn duyên há thích tăng cũng rạng kim phục hoàng thần gần thánh chúa tin thượng vương. Sơn lâm đất đảo
diện màu hồng hào tươi vẻ ngọc dung y ông hòa bày đẹp tươi tốt khác nào bảy vui với phù dung với cỏ cây được hương thơm khói tỏa ngút trời mây. Say phu say thương ông bảy hòa người ngồi say câu hát say nợ tan bồng khi tình lúc lại say. Hoàng nhân ai lên đất đi a bảo nên mì mùi phong nguyệt đi đó là tiên cảnh thân thank you.
lưu nguyên ý là duyên ý, là duyên ý cả tình cờ. Sáng ngô lưu phàm duyên là duyên ý tình cờ. Ô duyên ý là duyên tình ý cờ. Họ nguyện con cùng họ lê con cách xa trăm họ, hôm nay lễ bái thành tâm thành. Ai người có phúc ý họ lê con là người có phúc ý mới được theo ông bảy trên bà. Thank you.
sớm hôm đang nói gọi nàng phục thờ trong kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô trong kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật Hoàng Vô Chấp Đồng Hoàng Về Hóa Phép Phật. Có lễ dâng lên họ ngăn con cùng họ lên con có lễ dâng lên hoàng đi tâu lối mười phương độ trì mã ngựa dâng lên mã ngựa dâng lên tín chủ con tông tông di tân lương thế lê thiền xuân cả ngựa dâng lên hoàng đi tâu lối mười phương độ trì độ cho hai trái trên nhà phụng thỉnh Như Lai chiếu hoàng bình phục vụ tình Như Lai điều thay pháp ca tam bát tông phi ca nhục thân ca phi đầu dâng lên tạ mẫu các ho nấm mới là mời dưới cung hoàng
xưa các cò đơn mời là mời giúp cơm hoàng người xưa. Để kính dâng Đức Hoàng ơi, ông rơi một miền châu Quỳnh mà ông độ cho bách gia trăm họ cùng các ghế thanh đồng của ông. Trên nói xong hoàng đi tới đâu thì giặc phải tan ngay. Việt Nam còn ghi chép sử này cung bao địa ngọc mà đến ngày họ Lê con phải khói nhà. Hôm nay mới được hòa ước mơ.
bận còn cái họ lê con tình nàng dày xa xôi từ trong sự nghề ông cũng vô ra ông ngư đồng vô đây ông One.
may xuôi ngược đèo đông đường tây bước sang nam hoàng vương dắt tay thì đời gian nan khó nhọc ngài cho tâm chín hoàng mười ba xin cúi đầu tháp mồ toàn mời cô sáu sơn ta lần xa hồi bảy kim cao điệp điệp cô bác bóng đảo hoa hà ca lần xa hồi đôi trà cây kỳ nhấp đô ai như cô tám mà đêm ngọt cô hai trà lần xa hồi nguyên xưa cô chín giá ngự trong đền sòng quyền cai chín tiếng cô hồng trong thường lưu để ý danh truyền
trong Nam Việt ý. Hey, hey, hey.
cô giá Thank you.
các tòa nhờ thấy cô bên thôn già linh xanh. Giữa giờ tí hiện hình cô bé lái vượt vô trùng các cái gành con thác trẻ mắt 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 tỏ vàng. Xuân xuê bao đầu cô dày hòa tiến về đồng buồn. Cô bạn gánh trừ sóng cô làm cho số kiếp vòng đồng mưa dầu cao dài chớ có hồng hồng. Thank you.
sung sướng thế bà hoàng em. Trên giường lâu nỗi sao non đeo người mèo đang về.
xanh hoặc phải xanh ngày đời sau. Đôi chân cô đã bắt tay đôi nhau 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 bắt cầu kinh hoa. Cô đẹp em như sao bắt đầu băng băng hà. Thank you.
đường tiên ni cô loạn xa hồi tình trên trời lập trận mưa xa tường vân mẫu sắc cầu hoàng cả cầu hoa xa giữa lề loạn xa hồi tình đem quân lên ngàn bóng cầu đôi đem quân lên ngàn ầm ầm súng nổ dậy ra loạn xa hồi tình câu bơ thoải đúng thời cười nói bông sen hồ sớm nở nay loạn xa hồi tình khuya sớm sao bao bản đen đây khuya sớm cậu bé ra vào đêm 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 bức mảnh đào cậu bé quỳ đâu rượu mời cậu sư
chén hoa ho dặm mời xin mời là mời câu sư chén chưa chi chân chân cô quỳ giơ tay cô lại sát dâng dâng chén lên ngài vàng xin mời cầu hoàng lân chén chén tuần tuần tam ta sát chén hoa hoa quyền mời vui mừng thu non non xin mời cầu tăng phật tăng cũng tăng phật dâng ngựa thuận lên cầu hoàng xin mời cầu hoàng hút chơi xin mời cầu hoàng ngồi nghe bát đêm đêm cầu hoàng đốt đỉnh nhang trầm khói lên nghi ngút tiết xuân xa ngạt ngào ngàn đào chơi ngàn đào là cứ đêm xuân trăng thanh gió mát cầu tôi ngỏ cửa ra chơi ngàn để tôi nhăn nhủ mách ông nghi chẳng nghỉ trời
sắc diệp xanh xanh. Châu bé Bắc Lệ khách danh thay là vốn tiên nữ hàng Nga giang thế. Còn phàm trần ai dễ biết đâu, khắp hòa tan thở